Trà Cú, nhưng mà cái đó là cái ở xã gì của Trà Cú? Cái này là cái xã Phước Hưng mà, nhưng mà mình thì ở Cù Ngang. Dạ. Cái bên của em đi là vậy đó hả? Nhưng mà tại mình làm ở đất này của Trà Cú. Dạ. Vụ đông xuân. Cái đất này của Trà Cú nè, còn cái đất bên đó là của Châu Thành. Cái lỗi là của Cù Ngang. Dạ hả? Bữa nay là Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng ha. Dạ. Nhưng mà vụ đông xuân rồi nó bị mặn nó như nào chú? Cũng mặn, cũng thất thoát. Dạ hả? Năng suất của mình được rồi là được nhiêu? Không, khoảng chừng 5-6 bao vậy. Có 5-6 bao thôi. À. Dạ. Là lúc đó có ai là đo độ mặn ở đây thử là nó là bao nhiêu không? Không, không. Cũng như đâu có ai đi đâu mà đo. Vậy hả? À, nhưng mình chỉ biết là ảnh hưởng vậy thôi. Ảnh hưởng mặn, nước mặn với hạn nè, nước mặn. Dạ. Dạ, hồi đầu mùa tới giờ mình đây cũng không ai báo cho mình biết là cái độ mặn trong đất của mình là như thế nào luôn. Không, không, không ai đâu đi đâu biết. Dạ. Đó, thì bây giờ hôm nay anh em đo đó, dùng cái máy đo cụ thể đó, tôi thấy đó là ngay cả nước nó lóng trong xã đó thì nãy là 2 mấy phần ngàn rồi, còn cái đất này mới vừa xới lên nè thì là đo tới là 4 mấy, và có những cá biệt luôn là những cái gò với nó mới sình sạch đó là mà muối nó được đảo lên đó là tới 6 phần ngàn ha. Thì bởi vậy cho nên là đấy là lý giải tại sao là năm nay á là xạ đi lại là tới 2-3 lần, có những người là 2-3 lần. Thì mấy người xạ sớm thì bị nắng hạn á phèn nó chết. Dạ. Còn người xạ sau mà có mưa thì có thể đỡ. Thì đỡ hơn. Thì như mình nghĩ là phèn. Nhưng mà nó vừa có phèn và nó vừa có mặn luôn. Thật sự là cái chết này là do cái mặn là nó nhiều hơn. Dạ. Đó thì bởi vậy cho nên là bọn con á là đi chia sẻ cái giải pháp là giải độc cây trồng. À, nhà hàng này nhập khẩu từ Ý về. Thì đang tìm những người để thực tế làm. Dạ, thì đây là cái thiết kế của bên đây là cho chai này là 10 bình. Chai này là 10 bình 25 lít. À. Có nghĩa là tương liều xài là 25 cc cho bình 25 lít. Nhưng nếu trong trường hợp mà cái lúa nó hơi eo ọt, hơi quá mức á thì mình có thể là lên là 30 cc. Dạ, liều được đại trà là 25. À, 25. Nhưng mà nếu mà thường cái thường 25. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà lúa mà nó bị nặng quá mình thêm 5 nữa là 30. Dạ là 30 cho nó và phun đi chậm mức đều. Đảm bảo rằng nó ướt được cái vấn đề là cái tán lá. Ừ. Dạ. Đó thì ở đây thì con nghĩ là nếu tình hình này là không cải thiện được, nếu mà không có những cơn mưa liên tục nữa mà nắng hát lại đó là sẽ có hiện tượng là sẽ chết hàng loạt nữa. Hay. Dạ. Nó như mấy ruộng kia xả trước đó là tại vì có mưa rồi lại khô. À. Bắt đầu cái không có nước bơm lên nữa thì cái độ mặn nó tăng lên. Ừ. Dạ, có nghĩa là giống như nước ở đây là lúc mình đo nãy là 2 mấy ngàn, nếu mà là nước lên tầng mặt. Nhưng mà nếu mà nước nó sắc xuống bay hơi đi là nó sẽ mặn thêm. Dạ đó. Thì giống như mình muối vậy thôi, mình niêm là vừa nhưng mà mình kho một hồi cái nó sắc xuống. Dạ, nó kẹo lại. Dạ, đây là cái vấn đề mà mình còn muốn chia sẻ đó. Dạ, bên con là chấp nhận là cái này đi giới thiệu và cho xài và mấy con sẽ đánh giá. Có nghĩa là con sẽ lấy xin số điện thoại mình lại rồi mình hỗ trợ nhau, cũng như là thời điểm nào phun là hay nhất, phun sao có thể kết hợp với cái thuốc khác, là ví dụ như có ví dụ như bỏ trĩ hay cái gì đó là thoải mái ha. Dạ, ví dụ vậy để cái cuối cùng giờ mình đánh giá thấy chú ha. Có nghĩa là mình sẽ nếu có phun thì mình sẽ có vậy, mình phun hết ruộng nhưng mình chừa khoảng chòm nhỏ, mình giả bộ như sót vậy đó để mình coi cái đối chứng giữa cái có phun và cái mình chừa sót lại nó ra làm sao, nó khác nhau chỗ nào ha. Dạ, chú tên gì chú? Chú Lâm Văn Cảnh. Dạ. Lâm Văn Cảnh. Chú Lâm Văn Cảnh. À. Dạ, chú nhớ số điện thoại mình không? Dạ. Chỗ đầu con luôn. 0973. Dạ. 556. Dạ. 099. Dạ. Mình làm lúa nhiều không chú? Làm cũng 60 công chú. Dạ. Vòng vòng rồi vậy là con tìm đúng người rồi. Dạ. Ha, thì đó, bọn con là luôn luôn là thực tế và chia sẻ một cái giải pháp. Dạ. Xả sớm hơn. Có người thì nó ngay đi xả cũng chết. Dạ, anh thấy cái vách me bên bển á, cái bên này nè. Dạ, đây có cái anh kia nói là tôi xả lần này thứ ba rồi đó. Dạ. Có là chết xả lại hết nè. Dạ. Sớm quá, nắng quá. Nắng quá thì nước nó bay đi là mặn nó lên. Dạ. Khi được cái đầu ngay cái. Dạ đúng rồi. Nước vô thì nó. Hai bữa nay ở trên trời mưa quá mà thì không mưa. Dạ. Hôm qua mưa tới ngập bánh xe, tụi nó đi đưa học cũng được á. Dạ, dạ. Mà ở đây họ chuyển thấy mừng quá trời mà không mưa. Kiểu mà xả xuống, chỗ nào mà xả nước, mình xả xuống mình ngâm đêm đó. Dạ. Còn cái chỗ nào mà xả xuống thì bị khô cái đầu. Dạ. Có nước thì nó đỡ. Xả xuống ngâm nước một đêm mà lên bút trắng đều hết luôn rồi đó. Dạ hả? Dạ. Ừ. Để nước vậy đó, đêm á. Dạ. Còn mình phua kiểu mà mình xới rồi hơi khô quá xả xuống. Dở. Dạ. Đúng rồi. Nó
Dạ. Có mưa ướt ướt thì chắc